cụ của mày là đứa nào của thằng nào? Ở cái nhà này có tôi thì không có nó, và ngược lại. Đi đi, không người ta lại tưởng trộm, người ta đánh nhỏ đấy. Cút khỏi nhà tao. Cút. Bố ơi, con xin lỗi bố. Bố tha lỗi cho con. Đứa bé nó không có tội. Hay là bố để con đẻ đứa bé xong rồi lúc ấy bố đuổi con đi cũng được ạ. À, hay là bố cho con một ít vốn rồi để con làm ăn rồi. Đợi mày để cho cháu nó chắc đều mặt bố đây này. Mày là cái đứa hư hỏng, tao không có đứa con như mày. Cho tiền à? Cho để mày đi theo dai à? Để mày đú đỡ đứa dai à? Thôi ông ơi, tôi xin ông, không có huyết áp nó lại tăng bây giờ. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, các cụ nói có sai đâu. Thôi con xin lỗi bố đi. Không phải xin lỗi, tao cái cần, tao đang cần biết cái tác phẩm, cái thai trong bụng của mày là đứa nào của thằng nào. Dạ, con cũng không nhớ. Khi con tỉnh dậy thì đã thấy ở trong khách sạn rồi ạ. Đàn đúng đua đòi, đêm ba uống rượu, sinh nhật sinh nhẽo, rồi đổ đốn ra đấy. Hư hỏng lắm, không thể có đứa con như mày được. Con gái suốt ngày đú với bọn con trai là cái loại hư hỏng không ra một cái gì. Cút ngay, tao không có loại con như mày, cút. Ông ơi, tôi xin ông, để cho con nó có một cơ hội. Bây giờ con nó đang mang bầu bí thế này, ông đuổi nó ra đường thì nó biết đi đâu. Nó đi đâu thì bằng xác nó, tôi không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Ông á, mà đã tuyệt tình như thế, ông đuổi nó đi, tôi đi theo nó luôn đấy. Bà giỏi thì bà đi theo nó luôn đi. Mà tôi cũng nói luôn này, ở cái nhà này có tôi thì không có nó, và ngược lại. Tôi á, không ngờ ông là một cái người độc ác, vô cảm, vô nhân tính như thế. Còn hơn là để thiên hạ nó cười một tôi là không biết dạy con. Ông mà đã tuyệt tình như thế thì mẹ con tôi sẽ đi. 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 Đi ngay đi. Đi ngay đi. Thật là ngu muội, dốt nát. Đừng khóc nữa con, rồi ảnh hưởng đến đứa cháu ngoại của mẹ. Mẹ ơi, con làm khổ mẹ rồi, con xin lỗi mẹ. Con không có lỗi đâu, mẹ không trách con đâu, mẹ không giúp gì được con rồi. Nhưng mà mẹ ơi, con với mẹ bị đuổi đến đây rồi thì làm gì cơ chứ? Hai bàn tay của mẹ con mình đây, hai bàn tay làm lên tất cả. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Chỉ cần mẹ con ta đồng lòng thì việc gì cũng làm được con ạ. Mẹ ơi, con phải tu bao nhiêu kiếp thì con mới được làm con của mẹ. Con cứ yên tâm. Đi đi con. Đi đi. Vâng ạ. Cho anh hai xe cát và một xe gạch nhá. Chào chú. Gì đấy? Ở đây không bán sắt vụn đâu, mà đang giờ nghỉ. Đi đi, không người ta lại tưởng trộm, người ta đánh nhỏ đấy. Không phải đâu, mẹ con tôi đi xin việc làm. Chỗ chú có tuyển công nhân phụ vữa không? Hai mẹ con bà là người thành phố đúng không? Nhìn là tôi biết, khăn trắng mặc trơn, móng tay thì lòe lòe. Thôi đi đi. Tôi xin chú đấy, dù khó khăn vất vả mấy mẹ con tôi cũng làm được. Thôi mẹ ơi, người ta đã nói như thế rồi, mình đi đi. Thôi mẹ ơi đi, đi 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 đi, đây đi đường này. Có giỏi dịch không đấy? Em
dọn sạch rồi ạ. Mà anh không tin cứ vào kiểm tra xem ạ. Tiền đây. Dạ vâng vâng, em cảm ơn nhé. Không có gì. Vâng. Dạ anh ạ. Nhà kho dưới kia dọn chưa? Dạ dọn rồi ạ. Sạch không? Có ạ. Làm tốt đấy. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mẹ thấy tình hình này không ổn đâu. Cái mẹ phải đi thuê một cái phòng cho mẹ con nghỉ. Mình mẹ đi làm cũng được. Thôi mẹ ơi, không nhất thiết phải thế đâu. Con vẫn đi làm được mà. Con mới bầu có mấy tháng thôi. Với cả thuê phòng tốn tiền lắm. Con cũng buồn chân tay nữa. Không được, còn cháu ngoại của mẹ nữa. Mẹ vất vả mấy mẹ cũng làm được. Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của hai mẹ con thôi. Mẹ làm thế là mẹ làm hư con đấy. Hư nào hư thế nào? Khi mà mấy tháng qua con đã vất vả chịu khổ rồi con. Mẹ ơi, con không biết nếu mẹ không đồng hành cùng con thì con cũng sẽ sống như thế nào nữa. Chà bố cô, lại cứ quá vấn đề lên rồi. Đây này, mẹ chuẩn bị đủ tiền cho hai mẹ con mình thuê phòng rồi, với lại lo cho con lúc sinh nữa. Cho cháu hỏi. Ôi, cướp, cướp, cướp. Mẹ ơi, sao mẹ tự nhiên mẹ lại khoe tiền ra làm gì không biết nữa. Thì mẹ không biết đâu được. Không nghĩ là bây giờ trộm cắp lại hoành hành như thế cơ chứ nè. Tiền của con, tiền của mẹ con mình bao nhiêu công sức mới làm được. Sao ông trời lại đối xử bất công với mẹ con mình thế này chứ. Mẹ tin là có luật nhân quả. Không ai lấy được tiền của mẹ con mình đâu mà. Ôi, anh làm gì đấy hả? Của hai mẹ con này. Hả? Em cảm ơn ạ. Cô đếm thử xem có thiếu gì không? Mẹ đếm thử em có thiếu không ạ? Đủ rồi. Đủ rồi con. Ui cháu tốt quá. May quá. Nếu không có cháu trả lại số tiền này thì không biết mẹ con cô sống thì như thế nào được đây. Mà này, thế muộn thế này rồi, sao có mỗi hai mẹ con đi ra đây? Chồng em đâu? Dạ... chỉ có mỗi hai mẹ con cô đùm bọc lẫn nhau thôi. Thì cháu hiểu vấn đề rồi. Thế hai người đã tìm một chỗ ở chưa ạ? Có mỗi hai mẹ con cô đùm bọc nhau nên là không có nhà ở cháu. À thế này, thực ra nhà cháu còn một phòng trống. Nếu cô và em đây không chê, hai người có thể dọn qua nhà cháu ở trong đêm nay cũng được ạ. Thế cháu không sợ à? Cô là người lạ. Mới mới không giới thiệu với cô và em. Cháu là Nhậm, làm việc ở Ham TV ạ. Thế chỗ chú có tuyển lao động không? Thực ra thì chỗ cháu không tuyển lao động, chỉ tuyển lao công thôi ạ. Thế cũng được, cô làm lao công được. Thực ra cháu biết cô và em đều là người tốt. Thế nên là thôi, cô và em cứ dọn qua nhà cháu luôn đi. Thế ý con thế nào? Dạ, con theo mẹ ạ. Ừ, thôi, bây giờ để còn liêm sỉ thế nữa đâu. Thôi, mẹ con mình đi đi. Dạ vâng, thế bây giờ cháu giúp hai người dọn đồ nhá. Ừ, cảm ơn cháu nhá. Đi nào. Lỡ ra vào đôi mắt em. Alo. Cô đang ở đâu đấy ạ? Cô đang ở công ty cháu ạ. À, cháu nhà cô giỏi thế nào rồi cô ơi? Trộm vía cháu hết cữ rồi cho nên là cô đi làm rồi. Cảm ơn cháu đã hỏi thăm nhé. Có gì đâu cô, cháu nghe nói trước đây Châu là sinh viên bách khoa hả cô? Ừ, nhưng mà em nó nghịch quá nên là bảo lưu kết quả. Nhưng sao cháu lại hỏi thế? Cháu thấy Châu là người thông minh nhanh nhẹn nên cháu tính sau khi mà em đã cứng cáp thì cô khuyên Châu đi học trở lại và làm cho Ham TV. Nhưng mà cô lo tài chính chứ gì? Cô yên tâm đi ạ, bên Ham TV tài trợ toàn bộ tiền học cho Châu. Ôi, nếu thế thì tốt quá. Cảm ơn cháu nhé. Cô sẽ về thông báo việc này với em nó luôn.
Tôi cảm ơn mình đã chịu đựng hy sinh gian khổ suốt 10 năm năm nay đi theo con để nó có được như ngày hôm nay. Nếu như không có mình đứng ở đằng sau giúp đỡ tôi ấy, chắc là tôi cũng buông xuôi rồi ông ạ. Tôi có giúp gì được con đâu. Dù sao con mình cũng là đứt ruột đẻ ra. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Chẳng qua là cái thương yêu của tôi nó cũng hơi khác người. Tính khí của ông thì tôi còn lạ gì. Bà phải đồng hành cùng con bé để nó vượt qua khó khăn gian khổ, cố gắng làm người tử tế. Bà đừng có bao dung cho nó, chứ bao dung nó là bà giết nó đấy. Bà giúp tôi nhé. Giận mới hờn. Bố mẹ, con đã nghe được hết câu chuyện rồi. Sao bố mẹ lại giấu con những chuyện như này ạ? Sao mày ở đây ạ? Con nói sao cơ? Thì ngày nào bà chở mang con sang chơi với ông, chẳng qua là bà bảo con chơi. Là sao? Con được như ngày hôm nay là bố mừng lắm. Bố xin lỗi con, 10 năm năm qua bố đã làm con khổ cực trăm phần. Bố, con cũng phải cảm ơn bố. Nếu không có bố thì con đã không có ngày hôm nay ạ. Con, bố yêu con. À đúng rồi, đợt này chuẩn bị tuyển tân binh lên đường nhập ngũ ấy. Con không đi đâu. Đợt này có cả tên của chú đấy. Mày bị cắm sừng rồi đấy. Này, gọi anh có chuyện gì đây? Anh phải giúp em chuyện này. Có chuyện gì? Chuyện nó là như thế này. Em yêu con Nhật nhà bà Hạnh ấy. Nhưng mà con Nhật nó không yêu em. Nó lại đi yêu cái thằng Cường nhiều kiết xác. Thế bây giờ mày muốn anh giúp cái gì? Thì em nhờ anh giúp em tán được con Nhật. Úi dồi ôi, khó thế. Anh biết con Nhật này yêu thằng Cường cách đây 3 năm rồi. Bây giờ nhảy vào khó ăn lắm. Thế em mới nhờ đến anh. Em mà biết thì em chả nhờ đến anh. À đúng rồi, đợt này chuẩn bị tuyển tân binh lên được nhập ngũ ấy. Quả này á, tao cho thằng Cường đi luôn. Ôi, ở đấy. Em quên mất vụ đi bộ đội. Thế gì nhá, đợt này nhá, thằng Cường chắc chắn là mất con Nhật của em luôn. Thì cái giống cái mà tự nhiên lại mất đi cái giống đực thì kiểu gì cũng phải nhảy qua cái giống đực khác thôi. À, mày yên tâm đi nhá. Dạ, em lần này em chăm sự em nhờ anh ạ. Dạ. Cất đi không người ta nhìn thấy bây giờ. Được rồi, bây giờ ngồi ở đây, đợi anh lên trên phường. Xong rồi có gì anh phím cho nhá. Trẻ này ngọt phết đấy. Vâng, em chào anh ạ. Chị Mai, ơi, em là chị, mày à. Quá, gặp chị ở đây. Này, nhà chị có tin vui rồi đấy. Tin gì đấy? Ê, thằng Cường sắp được nhập ngũ rồi nhá. Hôm nay có giấy chính thức ở đây. Thế à, đâu đưa chị xem nào. Đâu nhỉ, à đây rồi. Này,
Thằng Cường mà biết tin này á, chắc chắn là vui lắm đấy nhá. Ừ, chắc vậy. Mà lên nhà chị uống nước với chị một tí. Thôi, bây giờ em phải đi dán cái thông báo với cả đi phát cho vài nhà nữa. Chứ làm sao mà có thời gian lên được để hôm khác chị nhá. Ừ, thế à, bây giờ em sẽ đi trước. Ừ, ừ, vâng. Chị cảm ơn nhá. Vâng, em chào chị ạ. Nhớ lên chị đấy nhá. À, vâng, em chào chị, em đi nhá. Ừ. Cường ơi! Cường! Dạ? Ra đây mẹ bảo này! Có chuyện gì đấy ạ? Này, con có giấy gọi đi nhập ngũ rồi đây này. Sao lại thế được ạ? Mẹ làm cách nào thì làm, con không đi đâu. Ờ, cái thằng này, đây là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của con. Con không được chối bỏ đâu đấy. Với lại á, bao nhiêu người ao ước, con không được đi cơ mà. Thì mẹ mang đến cho ai ao ước đi ý. Con không đi đâu. Cái thằng này, con mà không đi ấy là bị phạt nặng đấy con ạ. Không phải con chống đối gì đâu, nhưng mà nhà mình ít người, có mỗi hai mẹ con mình, cả Nhật nữa. Con đi thì con không yên tâm ạ. Chà bố anh chứ, mẹ tưởng chuyện gì. Chứ chuyện đấy con không phải lo. Mẹ ở nhà còn có cái Nhật. Với lại ấy, mẹ coi nó như con cái của mẹ. Thế nên ấy, con cứ yên tâm nhập ngũ đi nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Anh đi 2 năm, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Thỉnh thoảng em nhớ sang chơi với mẹ, cho mẹ đỡ buồn. Anh ấy, anh chỉ lo cho mẹ thôi, chứ có lo cho em đâu. Anh lo em mà. Anh lo em ở nhà ấy, không đợi được anh, lại đi lén phén với thằng nào thì chết. Anh cứ lo ra, mà mình yêu nhau 3 năm rồi anh không tin em à? Anh trêu tí mà. Chứ anh tin em mà. Anh muốn sau khi ra quân, chúng mình làm đám cưới nhá. Vâng, em sẽ đợi anh về. Anh chỉ yêu mỗi anh thôi. Nhưng mà vào trong đấy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Mà thỉnh thoảng nhớ gọi về cho em đấy. Rõ, tuân lệnh tình yêu. Như thế này không ạ? Anh cứ như trẻ con ý. Vào trong đấy rồi, nhớ phải thay đổi đi đấy. Anh biết rồi, anh chỉ trẻ con khi bên cạnh em thôi mà. Chắc đi thế này, anh sẽ nhớ em lắm đấy. Thôi, thì bây giờ em đi mua đồ chuẩn bị cho anh nhé. Ừ, thế mình đi thôi. Anh! Anh ơi! Tình hình thế nào rồi? Anh! Em nói sao anh không nói gì, anh cứ cắm mặt vào cái bàn đấy. Tình hình làm sao rồi? Anh! Thì khỏe mạnh như nó đi là đúng rồi. Nhưng mà đợt này có cả tên của chú đấy. À, làm sao mà thế được? Chứ bây giờ cả hai thằng đi thì em Nhật để ở nhà cho ai? Mất thì... tiền em đưa cho anh đâu? Thì nó ở nhà nó dành cho thằng Minh Coca chứ có thằng nào nữa. Anh ấy cứ đùa ấy. Quả này ấy, tô cuộng chỉ gọi tên Cường. Ôi rồi, nhân cái dịp chiến thắng đầu tiên này, em sẽ mời anh đi một chầu bia. Ừ. Này thì đi luôn chứ còn gì nữa. Ok anh. Đi. Nhật, em ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Mẹ, con đi đây ạ. Mẹ ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhá. Con đi mạnh khỏe nhá. Dạ. Anh Cường, em nhất định sẽ đợi anh về. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Đợi anh về nhá. Anh đi nhá. Mẹ, con đi đây ạ. Đi đi con.
nhanh thôi mà, chỉ 2 năm thôi mà. Đợi anh về nhá. Anh đi nhá. Con chào mẹ ạ. Em cứ ngồi xuống đã. Hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói với em. Anh biết rằng nếu anh hẹn em thì em sẽ không đến, nên anh nhờ anh Tú hẹn em ra đây. Nhưng mà em với anh thì có chuyện gì để nói nữa chứ? Không phải là em đã nói rõ tất cả với anh rồi sao? Ok kìa, Nhật. Anh thực sự yêu em. Em cho anh cơ hội đi. Nhà anh giàu lắm, anh chả có gì ngoài điều kiện cả. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh nghĩ là tiền có thể mua được tình yêu à? Em bỏ thằng Cường đi. Đằng nào nó cũng đi nghĩa vụ rồi. Em đợi nó đến bao giờ? Anh nghĩ rằng đây là thời gian tốt nhất để em quên nó và đến với anh. Có phải là anh xem phim nhiều quá nên là bị ảo tưởng đúng không? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Tôi chắc chắn sẽ đợi anh Cường về và chúng tôi sẽ làm đám cưới. Thôi, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép về trước nhé. Chào anh. Ok, Nhất. Nhất. Ơ à. Cường, phải Cường không? À, em chào anh Tú. Ôi trời ơi, khỏe không anh? Ngồi đi, ngồi đi. Ôi trời, lâu quá không gặp nhỉ. Đi có 2 năm mà về nhìn trắng trẻo đẹp trai hết nhỉ. Dạ. Thế đợt này về định cưới vợ luôn chứ? Dạ vâng, đợt này em về là tính cưới vợ luôn đấy ạ. Mà anh hỏi nhá. Dạ. Mày yêu con Nhật nhà bà Hạnh đúng không? À, vâng, đúng rồi ạ. Bọn em có hứa với nhau là sau khi em xuất ngũ là sẽ về làm đám cưới luôn đấy ạ. Thôi, thế thì anh phải nói cho mày một tin hơi buồn một tí nhá. Dạ. Là ở nhà ấy, con Nhật nó yêu thằng Minh Coca, con nhà ông Công Anh giàu nhất cái phố này rồi. Mày bị cắm sừng rồi đấy. Dạ. Anh nghe ai nói thế? Có thật không hả anh? Chả thật quá đi chứ còn gì nữa. Mày không tin mà hỏi tất cả mọi người đây, ai cũng biết nhá. Chỉ có một mình mày là không biết thôi. Mày bị cắm sừng rồi. Anh... Này, ngày nào anh cũng thấy chúng nó ôm nhau ở trước cửa nhà con Nhật ấy. Bây giờ mày không tin ý, mày chạy thẳng sang luôn là mày nhìn thấy chúng nó ôm nhau đấy nhá. Anh nói thật chứ ạ? Ô, anh nói thật, anh cứ đùa mày làm gì? Mày không tin mới đi mà xem. Ông này, Cường ơi. Ê, mà đi thật rồi. Đi lên phường họp cái nhây. Nhật, chuyện này là thế nào hả em? Anh Cường, không phải như anh nghĩ đâu ạ. Hai người được lắm. Bây giờ cô ấy là của tao. Mày biến đi được rồi. Anh nói cái gì đấy? Anh Cường. Đồ phản bội. Mẹ ơi, con về rồi đấy ạ. Con về rồi đấy ạ. Mẹ xem nào. Thì giờ về, không báo mẹ để mẹ đi đón. Con muốn tặng cho mẹ bất ngờ đấy mẹ ạ. Mẹ xem này. Chào đồng chí mẹ, con đã hoàn thành rất trách nhiệm vụ và trở về rồi đấy ạ. Mẹ xem này. Có khác gì không mẹ? Chào bố ạ, chứ đến giờ vẫn không thay đổi được cái tính gì ạ. Ngồi đây mẹ xem nào. Mà con về rồi ấy, để mẹ gọi cái Nhật sang cơm nhá. Chắc nó là vui lắm đấy. Dạ, thôi mẹ ạ. Mẹ không phải gọi cô ấy đâu ạ. Sao đấy hả con? Có chuyện gì à? Con đi nghĩa vụ của 2 năm mà cô ấy phản bội con rồi đấy. Làm gì có chuyện đấy? Từ ngày con đi đến giờ ấy, ngày nào nó cũng qua đây với mẹ. Mà con nghe ai nói? Thì con nghe chính anh Tú nói. Mà con còn tận mắt chứng kiến nó ôm thằng Minh nữa cơ mẹ ạ. Ôi trời ơi, cả cái khu phố này ai chẳng biết thằng Minh ấy đã theo đuổi cái Nhật. Mà nó bám dai như đỉa ấy. Mà con yên tâm, là cái Nhật nó rất là yêu con. Không bao giờ nó bỏ con để đi theo thằng Minh đâu. Có thật không hả mẹ? Mẹ nói dối con làm gì? Thế thì thôi chết con rồi. Con phải đi đây ạ. Cường, con đi đâu đấy? À, mẹ cho con mượn cái điện thoại nhá. Con phải đi tìm tình yêu con đây ạ. Giờ lát con về nhá.
Alo. Anh xin lỗi. Em xuống gặp anh được không? Nếu em không xuống, anh sẽ quỳ mãi ở đây đấy. Anh xin em đấy. Nhật, Nhật, Nhật ơi. Anh xin lỗi, là anh đã không tin em. Anh hồ đồ quá. Anh biết anh sai rồi. Anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh nhá. Anh hứa, từ bây giờ anh sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Anh sẽ không bao giờ sai em nữa đâu. Nhật, em cho anh một cơ hội. Mình cưới nhau nhá. Ban nãy anh đánh tôi, em không cho tôi giải thích cơ mà. Anh biết anh sai rồi. Bây giờ anh không biết nói gì nữa. Anh chỉ mong em cho anh cơ hội và tha thứ cho anh lần này thôi. Em đồng ý nhá. Anh cảm ơn em. Anh yêu em. Chuyện gì? Bây giờ con Nhật nó quay lại thằng Cường rồi. Cách này của anh không ổn đâu. Thì mày im đi. Mày có biết vì mày mà tao mất việc rồi không? Mà tao nói luôn nhá, từ giờ ấy, tất cả mọi chuyện của mày đừng có liên quan gì đến tao nhá. À, tao quên chưa báo mày một tin vui. Này, giấy nhập ngũ đấy nhá, chúc mừng. Tao về. Anh Tú.